Thảo xin kính chào toàn thể quý vị, quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô Cuta rẻ em Thảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho em Thảo xin phép gửi lời kính chúc tới quý vị, quý chị và quý khách hàng luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn và thật thành công trong mọi công việc của mình nha chị nhé. Anh chị là mới xem video clip của em thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày quý vị nhé. Bên em thì chuyên bán trao đổi ký gửi như dòng xe từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Và bên em có hỗ trợ trả góp cho đời 2013 trở lại đây lên đến 60-70% giá trị của xe nha chị nhé. Anh chị là muốn mua trả góp thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963040922. Và địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư Phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng đi Lội Xuôi về Hải Phòng chị nhé. Dạ vâng, sau đây em xin báo giá chi tiết toàn bộ mẫu xe đang được chào bán tại siêu thị ô tô Cũng Nhiên ạ. Dạ vâng, chiếc xe đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh chị và quý khách hàng một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios. Chiếc xe này được sản xuất năm 2016, bản e xịn nha chị nhá. Và em mang trên mình sơn xi màu vàng cát, em mang biển số xe 14A20026 nha chị nhá. Bên em đang chào bán với mức giá là 370 triệu đồng, giá trên đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc thì các bạn. Một mẫu xe mang thương hiệu lồi đồng gỗ đá, đi cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ anh chị nhé. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016 bản e xịn. Bản e xịn đã lên rất nhiều tính năng an toàn như là phanh ABS, túi khí an toàn cho cả người lái và cả người ngồi bên cạnh nhé. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kinh chỉ điện, gương cột xe. Phanh ABS thì chống bó cứng, chống trơn trượt, đi rất là an toàn chị nhé. Anh chị làm một thiện chí mẫu xe này đúng màu, đúng mệnh, đúng khuôn tiền của gia đình nhà mình thì liên hệ trực tiếp em Thảo nhé. Đó, xe thì form dáng cực kỳ đẹp rồi. Dạ vâng, cạnh đó là một mẫu xe Kia Bright. Chiếc xe này có lắp suất là 2008 và đăng ký lăn bánh là 2009 anh chị nhé. Em mang trên mình sơn xi màu bạc. Em mang biển số xe Hà Nội 29A81028. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Và em mang khối động cơ là 1.6 nha chị nhá. Và em mang hộp số tự động. Đó, trang bị hộp số động cực kỳ đẹp luôn. Anh chị làm quan tâm yêu thích mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp bên Thảo. Bên em đang có giá chào bán là 228 triệu đồng. Đó, 228 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Bright sản xuất năm 2008, trang bị hộp số tự động như chị nhá. Dạ vâng, tiếp đến em xin giới thiệu cho anh chị một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi Toyota Innova được sản xuất năm 2016 bản G như chị nhá. Em mang biển số xe là 98A07531. Bên em là chào bán mức giá là 268 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn nhá. Một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Tầm này đang ra rất nhiều khu du lịch đã mở rồi, chùa chiếng rất là nhiều nên một cái mẫu xe phục vụ cho gia đình nhà mình hoặc là chạy dịch vụ. Dạ vâng, tiến về một chiếc xe mang biển số xe là 88A10764. Đó là một mẫu xe Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu. Mang khối động cơ là 1.2, số sàn máy xăng. Bên em là chào bán mức giá là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị các bạn. Đó, 258 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu như chị nhá. Đó, vô lăng 3 chấu cực kỳ là chắc chắn luôn. Rồi là ghế rất là sạch sẽ anh chị nhá. Nội thất thì cực kỳ là tươi. Anh chị nào mà quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Thảo nhá. Để sở hữu cho gia đình nhà mình một mẫu xe ưng ý nhất. Một mẫu xe Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu. Và em mang trên mình sơn xi màu trắng quý vị nhá. Sơn xi màu trắng. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Mẫu xe rất là đẹp luôn. Dạ vâng, tiếp với một chiếc xe mang nước sơn xi màu trắng. Đó là một mẫu xe Kia Morning bản SI bản đủ nha chị nhá. Em mang biển số xe là 99A17632. Đó, một mẫu xe rất là đẹp luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi, form dáng cực kỳ là nhỏ gọn và xinh. Bản SI đã trang bị đèn bi siêu sáng luôn, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉ điện, gương cột xe. Đó. Lốp là la răng xoáy rồi. Xe form dáng cực kỳ là gọn gàng anh chị nhá. Bên em là chào bán mức giá là 285 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning
sản xuất năm 2017, bản SI bản đủ và mang khối động cơ là 1.25, số sàn máy xăng nha chị nhá. Đó, số sàn máy xăng. Anh chị làm quan tâm mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp Thảo ạ. Chiếc xe này cũng là số sàn máy xăng quý vị nhá. Bản sedan lên đầu, sản xuất năm 2015 đấy ạ, Hyundai Grand i10. Dạ vâng, và tiến về một chiếc xe mang nước sơn xi màu xanh lõn chuối nha chị nhá. Màu xanh cực kỳ đặc biệt luôn ạ. Em mang biển số xe Bắc Linh 99A32151. Cũng là sản xuất năm 2017 quý vị nhá. Số sàn máy xăng ạ. Đó, cũng là bản SI bản đủ. Rất là đẹp luôn, hòm dáng xe rất là gọn và xinh. Đó, anh chị làm đúng chân mẫu xe này liên hệ trực tiếp với em Thảo. Kia Morning sản xuất năm 2017, bản SI bản đủ và đã trang bị rất nhiều tính năng an toàn. Đèn bi siêu sáng, bi rất là đẹp luôn. Đó. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2017, số sàn máy xăng, với mức giá bên em đang chào bán là 285 triệu đồng chị nhá. Giá trên thì bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị các bạn. Đó. Xe form dáng xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị làm thiện chí mẫu xe này, ưng ý mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em Thảo nhé. Theo số điện thoại là 0963040922. Anh chị là mới xem video clip của em thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày quý vị nhé. Dạ vâng, và tiến về một chiếc xe mang biển số xe 30E52655, đó là một mẫu xe Toyota Innova. Đó, một mẫu xe cực kỳ là đẹp luôn. Giờ thì nơi du lịch chùa chiền đầu năm rất là nhiều người đi nha chị nhá. Để sở hữu cho gia đình nhà mình một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, đi thoải mái và rộng rãi luôn, thì anh chị hãy đến bên cửa hàng siêu thị ô tô Cũng Nhiên để lựa chọn cho mình một mẫu xe mà mình ưng ý nhất. Đó, Toyota Innova sản xuất năm 2010 nha chị nhá. Số sàn máy xăng, với mức giá bên em đang chào bán là 288 triệu đồng, đã bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn. Đó, một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em mang sơn lốp sơn xi màu bạc rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà thiện chí mẫu xe này, yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Toyota Innova sản xuất năm 2010 ạ. Xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn đấy chị nhá. Hai cục viền hậu cực kỳ là mới luôn. Đó. Chiếc xe này cũng độ lên màn hình cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi. Toyota Innova sản xuất năm 2010 với mức giá là 288 triệu đồng. Thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển nhá và rút hồ sơ gốc cho anh chị luôn. Đó, xe rất là đẹp luôn. Bên một chiếc xe mang biển số xe là 37A12331, đó là một mẫu xe Kia Forte, một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc nha chị nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc với khối động cơ là 1.6, trang bị hộp số tự động. Đó, đăng kiểm bên này thì giá miên man luôn đến tháng 3 năm 2022. Bên em đã trả bán với mức giá là 298 triệu đồng chị nhá. Em mang trên mình sơn xi màu đen. Đó, xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn. Một mẫu xe hạng sang nha chị nhá. Chỉ có 298 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu ngay cho mình mẫu xe Kia Forte, sản xuất năm 2009, trang bị hộp số tự động, form dáng xe thì cực kỳ đẹp rồi. Dạ vâng, tiếp theo một chiếc xe mang biển số xe là 30E78292, đó là một mẫu xe Kia Carien sản xuất năm 2011 nha chị nhá. Trang bị hộp số tự động và em mang lốp sơn xi màu vàng cát. Đăng kiểm em này đến tận tháng 3 năm 2022. Còn rất là dài luôn. Lối thất cực kỳ là đẹp luôn. Một mẫu xe đăng ký là 7 số 1 Kia Carien sản xuất năm 2011 nha chị nhá. Và bên em đang chào bán với mức giá là 328 triệu đồng. 328 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carien đăng ký 7 số 1 Phong dáng cực đẹp luôn. Chiếc xe này lên màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, cảm biến lùi đầy đủ nha chị nhá. Một mẫu xe không còn thiếu một chức năng gì luôn. Đó, anh chị làm yêu thích mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em Thảo để lựa chọn cho gia đình nhà mình một mẫu xe mà mình ưng ý nhất nha chị nhá. Kia Carien hộp trang bị hộp số động thì đi cực kỳ là nhàn. Và với mức giá là 328 triệu đồng, bên em đã bao gồm hồ sơ gốc cho chị luôn và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn.
xe form dáng cực kỳ là đẹp nha chị nhá. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã đi quay chi tiết toàn bộ những mẫu xe đang được chào bán tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Anh chị nào đúng chân mẫu xe nào, đúng màu, đúng mệnh, đúng khuôn tiền của gia đình nhà mình thì hãy liên hệ trực tiếp với em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922 hoặc đến trực tiếp cửa hàng em nằm tại đường quốc lộ 5 hướng địa lội xuôi về phòng chị nhá, làm ngay trục đường 5 luôn. Đó, anh chị làm yêu thích mẫu xe nào thì liên hệ trực tiếp em Thảo nhá. Và anh chị nào muốn xem video clip của em thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà em Thảo đưa lên hàng ngày quý vị nhé. Rồi và sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và quý chị ở video tiếp theo mà em đưa video lên ạ. Em chào toàn thể quý vị và quý khách hàng ạ.